một hai ba. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á, chúng tôi có một news là gì? Có một tin mới cho các bạn đây. Tin này là một tin vui các bạn ơi. Rất vui. Muốn chia sẻ đến cả nhà. Các bạn ơi, các bạn có suy nghĩ news mới tốt cho chúng tôi là gì không? Nhưng mà em nghĩ là cái tựa đề là các bạn biết rồi anh ơi. À, biết hả? Cái cầu á. Tên em. Đúng rồi, tên em. Nút bạc các bạn ơi. Nút bạc ở YouTube. Trời ơi, vui ghê luôn. Từ hồi 100.000 bây giờ là 147.000 rồi. Là mới nhận được nút bạc các bạn. Nhưng mà rất là vui luôn các bạn. Và đợt này mình nhận được nút bạc là tại Hàn Quốc. Tại vì á, tại vì trong YouTube Studio System program của chúng tôi trong Google Chrome có đã có vấn đề cho nên không thể có nước bạc nhanh được. Đúng rồi. Cho nên chúng tôi nói chuyện với một người nhân viên ở Google. Cho chúng tôi nước bạc đi. Cho nên Google cho chúng tôi nước bạc. Cuối cùng. Ê, mở nha. Okay. Unboxing nước bạc. Nước bạc ở tại Hàn Quốc nha. Thầy á, anh nói nãy cả nhà. Tại vì á, đợt rồi các bạn nhớ không? Nội á, mà tiền YouTube mà mình còn không nhận được. Là người ta gửi cái mã pin về á, là mình không nhận được. Tại vì mình là ở vùng sâu vùng xa mà nhà tuốt ở trong hốc vậy đó, cho nên là gửi đâu tới đâu. Thành thử ra gửi mấy lần luôn mà đợi hoài mà vẫn không có mở pin đó. Thì chính vì nó đã bị trục trặc rồi, YouTube đã lưu cái thông tin là mình bị trục trặc rồi. Thì đợt này nó vẫn bị trục trặc nữa các bạn. Cuối cùng đổi địa chỉ, gửi về Hàn Quốc. Thì chỉ 5 ngày sau khi đổi địa chỉ thôi là nút bạc đã tới. Đúng rồi. Vui quá, thầm ẩn cả nhờ. Mở đi. Anh mở đi. Em mở đi. Em coi mở đường nào vậy. Nhưng mà các bạn ơi, nước có lẽ nước bắc có nhiều người có nước bắc cho nên nó chắc luôn của nước bắc cũng tốt các bạn ơi. Trời ơi. Cái bao bì á các bạn, thì với lại nó giờ người ta vận chuyển ở Mỹ lần này. Box cũng tốt. Ở Mỹ hay là ở Singapore vậy? Mỹ. Tại vì Hàn Quốc là really big market. Đây không ta? Oh, be careful. Đây nè. Gì hả? Đây nè. Không phải. Để đem chích nó ra làm gì à? Đó, rồi anh mở đi. Em mở đi. Thôi chúng ta cùng mở nè. Em mở. Ở đây không? Wow, lẹ ghê. Một miếng vải đen. Ok. Nè anh có, các bạn ơi, có một cái giấy chứng nhận và một cái sim card. Không phải sim card mà một cái thẻ để chúc mừng nữa. Đây cái giấy chứng nhận của mình đây. Đó. Đây là letter của Susan Wojcicki. Trong đó là người ta nói gì vậy? Chúc tức của YouTube. Chúc mừng 100 người đăng ký. Oh yeah, you're really great. Tốt. Người ta viết tiếng Anh. Anh có tiếng được tốt tiếng Anh nhưng mà anh đọc hàng không đi. Quan trọng. Anh đọc hàng cho cả nhà nghe đi. Đọc hàng tiếng hả? Anh không à? Đúng rồi. You've just done something that very few YouTuber creators accomplished. You had an astonishing 100.000 người đăng ký to your channel. We know that. Bình thường. Còn cái này nè mới vui nè anh. Đem đi. Đây anh cầm đi. Cái này cái gì ta? Cái này to get water inside. To keep it perfect for a long time. Nút bạc cũng có giấy hút ẩm nữa. Mở ra thử. Mở nha. Dạ. Đây. Này hút ẩm. Không được ăn nhé. Bam. Các bạn ơi, wow. Cái này có really silver ta. Các bạn ơi, cái này không phải là bag.
không phải bạc. Thì đúng rồi. Mirror. Mirror các bạn ơi. Thấy hai đứa mình giống luôn. Mirror các bạn, anh thấy không? Mirror nè. Các bạn thấy cặp người ta giống luôn các bạn thấy không? Trời ơi. YouTube ơi. Tại vì biết bao nhiêu người đang nút bạc, nếu mà làm bạc á tiền đâu mà cho nổi. Đây, hai nút bạc cho cả nhà đây. Đây các bạn ơi, nút bạc đây. Đó. À, phía sau là có hai cái lỗ nè, để cho mình treo lên tường á. Đây nè. Mình treo lên tường. Đây có chữ là Việt Hàn Couple. You passing 100.000 người đăng ký. Wow, đã quá à. Ghê luôn nè. Vậy đăng cho các bạn nhìn thấy được cái chữ nữa. Các bạn ơi, chất lượng của bag box không tốt nhưng mà cái này tốt hơn. Đúng rồi. Vui quá. Đẹp không? Thích ghê luôn á. Really beautiful. Bây giờ tại không, vì không phải là nước bạc của anh nha. Anh nhìn anh đã đọc đó, cái anh nghe anh đẹp không ạ? Mệt gì. Các bạn, thì tại vì hôm nay á, cha mình á, là cha chồng á là đã đi chơi golf rồi. Còn mẹ với nội, nhưng mà nội đi về nội mệt á, cho nên nội cũng ngủ. Mẹ hôm nay hai mình với anh Huân với mẹ đi ra ngoài á, giờ cũng trễ cho nên mẹ cũng mệt và mẹ đang ngủ luôn rồi. Chỉ còn hai đứa khui nước bạc thôi. Thì sáng ngày mai mình sẽ khoe cho cả gia đình. Đúng rồi. Vui quá. Ôi trời ơi, gia đình của chúng tôi sẽ bất ngờ. Em yêu. Khi em bắt đầu YouTube, kênh YouTube, em đã suy nghĩ, em trời đặt chuẩn đi. Khi em bắt đầu YouTube, em đã suy nghĩ về có nước bắt một ngày hả? Dạ không. Không hả? Khi từ khi mà mình làm YouTube đó các bạn, mình không nghĩ là mình sẽ đạt được nút bạc đâu. Tại vì lúc đó là số người đăng ký là mình phải giống như là mình trông ngóng từng ngày luôn, thấy được một người đăng ký là mình đã mừng rồi. Làm sao mình dám nghĩ là được 100.000 người đăng ký, và bây giờ là được hơn 140.000 người đăng ký rồi, đâu có dám nghĩ tới đâu các bạn. Đó, cái bây giờ đó là có cái nút bạc trong tay rồi, rất là vui các bạn, cảm giác rất là sung sướng luôn. Nhưng mà các bạn ơi, anh thực sự nha, anh nói thực sự nha, anh nói thực sự. Mình cảm thấy Việc hàng cấp bộ này. Mình cảm thấy bình thường. Nước bắt lại rất là nhiên. Cho nên hay đăng ký cho con của chúng tôi. Cho nên chúng tôi có một triệu người đăng ký. Có lúc đó có lẽ mình cảm thấy rất là vui. Đăng ký kênh nhé. Anh thật sự anh nói để các bạn đăng ký kênh đặng được một triệu người á. Chứ anh cũng vui lắm á các bạn. Tại anh thật sự anh nói vậy đó. Thì các bạn biết không, cái nút bạc này nè, mình vẫn giữ tên đó là Việt Hàn Couple luôn. Tại vì mình không muốn đổi một cái tên nào khác hết. Mình quyết định là sẽ giữ là Việt Hàn Couple. Mặc dù là hai đứa không phải là couple giống như là người yêu với nhau ha. Nhưng mà bây giờ hai đứa là vợ chồng hay gì đó. Sau này trở thành gia đình nè, rồi có em bé rồi này nọ các bạn. Có em bé thì mình vẫn giữ cái tên kênh là Việt Hàn Couple luôn. Nếu chúng tôi... Cho nên là cái tên đây là Việt Hàn Couple. Nếu chúng tôi có em bé, em bé của chúng tôi sẽ là YouTuber ha. YouTube top nè. Vui quá à, vui ha cả nhà. Thì qua đây á, thì mình và anh Huân, cả gia đình mình xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn và các em đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn theo dõi kênh Việt Hàn Couple, rồi chia sẻ, rồi góp ý, rồi bình luận, nói chung là quan tâm chăm sóc với nhau. Thì mình và anh Huân cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh chị kênh chúng tôi nhé. Like share nhé. Vui quá. Đúng rồi, chúng này vui lắm. 100 nghìn người là rất là lớn. Đúng rồi. Không phải là mình chỉ ký tiền các bạn ơi. Anh chỉ giỡn thôi. 100 nghìn người là rất là lớn. Dạ, lớn. Tại vì YouTube chúng tôi có thể gặp
một thế giới mỗi có experience mỗi, cho nên rất là vui luôn, rất là vui, rất là may mắn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các chú, các cô, các bạn, các anh, các em, các chị. Còn nhiều không? Còn nhiều không? Vậy cảm ơn. Cảm ơn cả nhà. Ồ, các bạn ơi, nếu các bạn mình nghĩ là các bạn cô muốn và các bạn muốn biết làm sao có nước bạc nha. Sau khi các bạn con của các bạn có 100,000 người đăng ký, các bạn có thể xem notification là gì? Cái chỗ thông báo. Thông báo mỗi trong YouTube Studio. Bạn có 100,000 người đăng ký. Cho nên tên đại và đăng ký, cho nên có thể có nước bạn nha. Nhưng mà cũng muốn không có đó. Nhưng mà sau khi có 100,000 người đăng ký trong YouTube có một team chăm sóc YouTuber có nhiều hơn 100,000 người đăng ký, cho nên chúng tôi gửi mail sau đó really nhanh. Hiểu không cả nhà? Thì ý anh nói á là khi các bạn mà có 100,000 người đăng ký rồi thì người ta sẽ có thông báo gửi mail về các bạn, nhưng mà tại vì bên mình trục trặc cho nên là không có ai gửi gì hết trơn á. Chính vì vậy là mình gửi Gmail á, mình gửi mail, mình hỏi YouTube thì gửi cái mail đó là mail của cái team mà người ta quản lý về YouTube và hỗ trợ cho những cái kênh mà được 100,000 người trở lên á. Thì mình trực tiếp gửi mail về đó và hỏi người ta, kêu nhờ người ta là hỗ trợ. Nhưng mà mình gửi mail, các bạn nhớ là mình phải thật sự là lịch sự với người ta, nói chuyện lịch sự, rồi viết cái mail thật lịch sự. Xong rồi á, thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình và hỗ trợ rất là nhanh luôn. Đúng rồi. Trên YouTube, mình nghĩ là YouTube rất quan trọng, rất nhiều hơn YouTuber bình thường. Nếu có 100,000 người đăng ký là YouTuber quan trọng nhiều hơn ở YouTuber bình thường. Mình check rank là gì? Anh nói chuyện nhăn nút miếng vô nút bạc âm luôn. What do I come here nè? Rồi các bạn ơi, thì thôi tới đây cái video ngày hôm nay mình muốn mở đập hộp nút bạc khoe với cả nhà thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ gia đình mình nha. Tới đây thì hai đứa xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Chúc các bạn mọi người mới vui vẻ và xin chào. Hôn xin chào. Các bạn, những bạn nào mà được 100,000 người đăng ký rồi á, hoặc những anh chị đã được 100,000 người đăng ký mà không biết gửi cái mail làm sao á, thì các anh chị hãy nhắn tin về cái mail của mình nha. Thì lúc đó mình sẽ nhắn tin chia sẻ cho cả nhà. Thì cái mail mình có để ở phần mô tả đó. Chứ cả nhà đừng có nhắn trên Facebook á, tin nhắn bị lọc với bị trôi, mình không có trả lời được. Mình chỉ trả lời tin nhắn qua mail nha cả nhà. Đúng rồi. Trong Facebook còn cầu ngon đôi chuyện lắm. Rồi tới đây thì bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Bye bye.